giá trị đến 5 năm, kết quả thi Graduate Record Examinations, GRE khả quan là một trong các điểm cộng hàng đầu cho hồ sơ ứng tuyển hầu hết trường đại học ở Hoa Kỳ. Đây là bài thi bằng tiếng Anh trên giấy hoặc máy tính, đo lường khả năng tư duy ngữ nghĩa, suy luận định lượng, biết phân tích và phản biện của sinh viên tiềm năng muốn du học chương trình bậc thạc sĩ hoặc tiến sĩ thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên lẫn xã hội. Mỗi năm hơn nửa triệu thí sinh toàn cầu dành thời gian ôn luyện và chinh phục kỳ thi 88 năm tuổi. Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS liên tục cập nhật, áp dụng những cấu trúc mới giúp nội dung đánh giá ngày càng hiệu quả, đáp ứng mục tiêu học tập một cách linh hoạt cho người dự thi. Tháng 9 năm 2023, tổ chức này công bố định dạng mới nhất cùng các thay đổi đáng kể, đưa phiên bản Shorter GRE trở thành bài kiểm tra tuyển sinh sau đại học ngắn nhất trên thế giới. Sau 1 giờ 58 phút, người làm bài có thể đạt tối đa 6 điểm khi hoàn thành một bài luận viết phân tích. Đây luôn là phần thi đầu tiên, 340 điểm khi hoàn thành 27 câu hỏi ngôn ngữ, 27 câu hỏi định lượng. Đây là hai phần thi sắp xếp ngẫu nhiên, có hệ thống vấn đề và mức điểm được thiết kế theo hướng thích ứng. Nghĩa là độ khó và số điểm tương ứng của câu hỏi sau căn cứ vào tính chính xác từ phương án trả lời người làm đưa ra cho câu hỏi trước đó. Hiện ghi nhận gần 1.500 cơ sở giáo dục đại học xem xét kết quả thi Shorter GRE. Một số trường chuyên ngành quản trị kinh doanh, luật top đầu tại Mỹ như Đại học Harvard, Đại học Boston, Đại học Arizona đã mở rộng chấp nhận bổ sung điểm thi Shorter GRE thay vì chỉ tập trung vào một số chứng chỉ khác như trước đây. Mấy anh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp cầu du học do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị thân mến, nếu bạn đang muốn ứng tuyển các chương trình thạc sĩ hoặc là tiến sĩ, thì có thể GRE là một trong những yêu cầu đầu vào. Ngoài ra thì kết quả GRE còn là một yếu tố để ban tuyển sinh xét duyệt cấp học bổng cho những ứng viên xuất sắc. Từ tháng 9 năm 2023 vừa qua, thì bài thi GRE vừa có một số thay đổi về cấu trúc. Thông tin này chắc hẳn là còn khá mới mẻ với nhiều bạn sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thi GRE. Vậy thì kỳ thi GRE phiên bản mới có những thay đổi gì và chúng ta cần lưu ý những điều gì để đạt điểm cao? Tất cả sẽ được bật mí trong chương trình kỳ này. Xin được giới thiệu hai vị khách mời, anh Phạm Huy Hùng là giám đốc đào tạo chương trình SAT, GMAT, GRE tại Don English và anh Hùng cũng có nhiều năm tư vấn hỗ trợ cho nhiều bạn trẻ giành được học bổng du học Mỹ. Và bên cạnh đó, bạn cũng xin được giới thiệu vị khách mời tiếp theo là bạn Nguyễn Thụy Quỳnh Trâm, là người cũng vừa đạt được số điểm rất là cao trong kỳ thi GRE. Xin chào và xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Mai Anh, xin chào quý vị khán giả của chương trình Nhịp cầu du học. Em chào chị Mai Anh, em chào khán giả của chương trình Nhịp cầu du học. Hiện tại theo như Mai Anh được biết là một số trường tại Mỹ cũng đã chấp nhận cả GMAT và GRE. Trong thời gian gần đây có rất là nhiều bạn cũng đã gửi về chương trình và chắc là cũng nhờ anh Huy Hùng giải đáp giúp, đó chính là nên chọn GRE hay GMAT? GRE là kỳ thi tuyển sinh bậc thạc sĩ và tiến sĩ của các khối ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật và kỹ thuật nữa. Còn GMAT thì chỉ dành cho chương trình quản trị kinh doanh bậc thạc sĩ và tiến sĩ thôi. GMAT thì là khó hơn về phần toán và dễ thở hơn một chút về phần tiếng Anh. Yeah. Còn GRE thì ngược lại. Vậy thì mục tiêu của GRE là gì và vì sao GRE lại là một bài thi cần thiết cho các đối tượng mong muốn du học sau đại học tại Mỹ? Các trường ở Mỹ là mỗi năm nhận hàng ngàn đơn ứng tuyển đến từ nhiều trường khác nhau, từ những vị trí địa lý khác nhau. Yeah. Với số điểm cao như nhau thì GRE là dùng để làm thước đo để mà các trường có thể so sánh chính xác học lực của các thí sinh đến từ nhiều vùng khác nhau như vậy. Và bên cạnh Man đây, như là Man đã chia sẻ thì bạn Quỳnh Trâm đã có được số điểm rất là cao từ kỳ thi GRE. Và cụ thể là điểm tiếng Anh 161 trên 170, điểm toán là 168 trên 170. Thật sự rất là ấn tượng. Không biết là cảm xúc của bạn như thế nào và làm thế nào để có được một cái điểm số cao tại kỳ thi GRE ạ? Cảm ơn chị Mai Anh. Thì lúc mà em nhận điểm em rất là vui và bất ngờ vì em chỉ ôn trong khoảng có 5-6 tháng thôi. Do em có thế mạnh về toán nên em phải tập trung em ôn nhiều về phần tiếng Anh, phần đọc hiểu. Và anh Hùng mới giúp em rất nhiều trong việc xây dựng lại cái phần nền tảng về suy luận logic trong các bài đọc. Tại vì trước đó thì em đọc khá là bản năng. Với số điểm tại GRE rất là cao như vậy thì sẽ giúp được Trâm như thế nào trong quá trình học tập và làm việc của mình? Thì em vẫn luôn có dự định là sẽ nộp thạc sĩ và tiến sĩ ở Mỹ. Và cái điểm số cao như thế này sẽ là một cái thế mạnh rất lớn cho bộ hồ sơ của em. Bây giờ em có thể tập trung hơn vào phần bài luận cũng như là thư giới thiệu. Bên cạnh đó thì những cái kỹ năng mà em có được từ lúc ôn thi em có thể dùng nó trong tương lai khi em bắt đầu nhập học, tại vì những cái bài đọc ở trên chương trình
cao học nó cũng sẽ phức tạp hơn so với chương trình cử nhân. Thưa anh Huy Hùng, là tháng 9 năm 2023 thì bài thi GRE đã có những cái thay đổi. Vậy thì những thay đổi đó là gì? Học sinh chỉ còn phải thi 3 phần, trong đó phần viết luận, học sinh chỉ phải viết có một bài thôi, là bài luận văn mà mình tự bày tỏ ý kiến của mình, giống như là bài Test 2 của IELTS. Môn toán và môn tiếng Anh, mỗi phần bây giờ chỉ còn lại 27 câu và thí sinh không còn phải thi phần thử nghiệm nữa. Yeah. Cho nên là tổng thời lượng bài thi bây giờ chỉ còn chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Thì việc mà rút ngắn thời gian này lại như vậy là cũng sẽ giúp cho thí sinh giảm bớt được căng thẳng. Còn về các kỹ năng cũng như là các dạng câu hỏi thì phần thi mới không đổi nhiều so với phần thi cũ. Bài thi chuẩn hóa GRE yêu cầu cao cả về độ nhạy bén trước những con số cũng như sự hiểu rõ nghĩa nhiều từ vựng. Để đạt mức điểm mục tiêu, người học nên chủ động ôn luyện hàng ngày. Đề thi các phiên bản đều chủ yếu thử thách trí nhớ của thí sinh. Việc chăm chỉ tích lũy vốn kiến thức, đặc biệt xoay quanh từ ngữ, giúp thí sinh khoanh vùng nhóm thông tin cần khai thác và giải quyết có hệ thống vấn đề mà câu hỏi đặt ra. Làm quen qua đề thi thử, ETS cung cấp và hỗ trợ miễn phí phần mềm mô phỏng PowerPrep với đầy đủ các dạng câu hỏi thường gặp, tài liệu chuyên sâu kèm tính năng sửa bài chi tiết tại chuyên trang ets.org/GRE. Đội ngũ cố vấn chính thức cũng luôn sẵn sàng kết nối trực tuyến bất cứ lúc nào để giải đáp thắc mắc của người học. Tối ưu hóa phương pháp cho từng phần. Tùy theo tiêu chí xét tuyển từ trường, người tham gia thi cần xây dựng kế hoạch phân bổ thời gian và lộ trình chuẩn bị mỗi phần cụ thể. Giai đoạn chạy đà tối thiểu cho kỳ thi thành công thường kéo dài tối thiểu 6 tháng. Với bài thi GRE phiên bản mới như thế này thì chúng ta cần phải lên kế hoạch và ôn luyện như thế nào trong bao lâu để có được kết quả tốt nhất thưa anh? Các trường top trong khoảng top 20 thì điểm trung bình của những bạn được nhận vào các chương trình thạc sĩ đó là khoảng 157 điểm cho phần tiếng Anh và 163 điểm cho phần toán. Nếu như mà bạn đổ vào chương trình tiến sĩ, điểm sẽ tăng hơn chút xíu, thì có thể là 161 điểm trung bình cho phần tiếng Anh và 167 điểm cho phần toán. Tức là điểm của Trâm đã là nằm trong mức khá là an toàn và trung bình của những bạn mà được nhận vào chương trình tiến sĩ của những trường top 10 ở Mỹ. Để mà đạt được mức điểm cao mong muốn như vậy thì mình cần phải bắt đầu từ sớm. Chẳng hạn như đối với một bạn mà đang ở mức 6.5 IELTS thì các bạn sẽ cần ít nhất là 6 tháng, tại vì bạn sẽ cần phải có khoảng 2 cho đến 3 tháng để học qua tất cả các dạng câu hỏi trong bài thi GRE. Rồi sau đó cần khoảng 3 cho đến 4 tháng để mà mình luyện bài tập dựa vào những cái phần lý thuyết đó. Tài liệu sát với đề thi thật nhất đó là bộ tài liệu chính thức của ETS có tên là GRE Official Guide. Bộ này có 3 quyển. Nếu như bạn muốn có thêm nguồn tài liệu để làm bài tập thì bạn có thể tham khảo thêm các sách của Princeton Review. Dạ, rất là nhiều thứ cần phải chúng ta lên kế hoạch và chuẩn bị. Vậy thì với những bạn mà mới tiếp cận với GRE thì chúng ta cần nên chú trọng và tập trung trau dồi những kỹ năng nào thưa anh? Học sinh sẽ cần phải nắm kiến thức của một số chủ đề toán đa phần ở cấp 2, ví dụ như là số học hoặc là toán chuyển động hoặc là toán tập hợp, phương trình bậc nhất vân vân, hoặc là hình học phẳng, hình học khối, và thêm một ít chủ đề của cấp 3 thôi, ví dụ như là xác suất và tổ hợp chỉnh hợp. GRE sẽ không test kỹ năng về giải tích cũng như là lượng giác. Các bạn sẽ phải bỏ thời gian ra để học một lượng từ vựng khá lớn. Những từ vựng mà không dùng trong văn nói thường ngày mà dùng trong các văn bản khoa học. Chẳng hạn như những từ như là amiable hoặc là recalcitrant hoặc là ameliorate. Có những cái nghĩa rất là đơn giản, ví dụ như là xoa dịu, giảm bớt hoặc là cứng đầu thôi. Nhưng mà những từ này là những từ mà sẽ được test cụ thể trong bài thi GRE luôn. Dạ, cảm ơn anh Huy Hùng rất là nhiều, những kiến thức, những thông tin rất là thú vị. Và bạn Quỳnh Trâm thân mến, bạn có thể chia sẻ những bí quyết hay là kinh nghiệm của mình làm sao để tham gia bài thi GRE và có được kết quả tốt nhất ạ? Phần toán thì em nhớ là có những cái câu mà nó sẽ bắt mình là phải dùng nhiều công thức chung lại với nhau, cho nên là em nghĩ là mình cần phải nắm rõ nền tảng, mình phải thuộc nhiều công thức và hiểu rõ cách những cái công thức đó nó kết nối với nhau như thế nào. Cái phần nội dung không khó nhưng mà nó có thể có những cái trick, những cái bẫy mà mình phải để ý kỹ, giống như là nó thay đổi cái đơn vị km sang mét như vậy. Và còn một cái nữa là trong cái phần so sánh lượng giữa hai bên A và B thì mình đôi khi phải xét hết tất cả mọi trường hợp có thể, nếu không thì mình sẽ bỏ sót. Bên
bên cạnh đó, một cái liên quan trực tiếp đến việc ôn thi cho GRE đối với em là em không phải là người giỏi học vocab, cho nên là em có thể là tìm bạn hoặc là người thân mà kiểu cũng rành tiếng Anh, xong rồi tụi em sẽ tập len những cái từ vựng khó vào trong nói chuyện thường ngày, thì khi đó em có thể nhớ được những cái từ đó. Ví dụ được không ạ? Ví dụ ngày hôm nay nói một câu gì đó với anh Hùng và một cái hồi câu cụ thể. Anh có dùng từ amiable là kiểu friendly. Đúng rồi. Thì thay vì mình nói mà mình dùng từ friendly để thể hiện sự thân thiện thì có thể tập dùng cái chữ kia là amiable. Dạ. Yeah. Yeah. Như vậy sau chương trình ngày hôm nay là Man cũng học thêm được một từ vựng của GRE đúng không ạ? Rất là thú vị. Cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã mang đến những thông tin vô cùng hữu ích đến chương trình Nhịp cầu du học kỳ này. Và thưa quý vị, hy vọng là qua chương trình kỳ này thì quý vị sẽ không còn lo lắng và tự tin bước vào kỳ thi GRE sắp tới. Chúc các bạn sẽ giành được điểm cao nhé. Việt Nam nằm trong 4 quốc gia được chính phủ Phần Lan ưu tiên tìm kiếm nhân tài. Chính sách mới này mở ra nhiều cơ hội để học tập, làm việc và định cư tại đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Tập phát sóng kỳ trước với chủ đề du học nghề Phần Lan, con đường mới để nhận được nhiều câu hỏi quan tâm từ quý vị khán giả. Sau đây là phần giải đáp đến từ chuyên gia. Yêu cầu đầu vào của du học nghề ở Phần Lan khác gì so với Đức hay những nước nói tiếng Anh như Canada, Hoa Kỳ, Úc? Đức là họ tìm những cái lực lượng trẻ phải có cam kết với Đức bằng cách là học tiếng Đức trước khi sang Đức để mà học nghề. Mỹ, Canada hay Úc thì quan điểm các visa du học sinh rất là rõ ràng, đi là phải về, đi là để lĩnh hội giáo dục thôi. Nhưng mà Phần Lan thì có cái quan điểm khác, họ khuyến khích mang theo gia đình và cũng không có yêu cầu là phải có tiếng Phần trước khi sang Phần Lan. Vừa qua Việt Nam lại tiếp tục nằm trong nhóm 4 nước ưu tiên của Phần Lan, mình sẽ bắt đầu thấy là người Phần Lan, trường Phần Lan xuất hiện nhiều hơn ở thị trường Việt Nam. Có những cái chương trình chính thức, ví dụ như Talent Boost, hoặc là họ có đặt trụ sở của Business Finland ở Việt Nam. Rồi khi sinh viên mình tới bên Phần Lan, thành phố, họ sẽ có những cái chương trình hội nhập đặc biệt dành cho người Việt. Họ cũng đang thu hút nhiều cái startup của Việt Nam, thu hút những cái người cũ du học sinh ở Việt Nam quay về với Phần Lan để mà học tập làm việc. Vì sao ở Phần Lan có cả chương trình nghề miễn học phí lẫn có thu học phí? Chương trình nghề miễn phí thì thường sẽ dành cho người dân Phần Lan hoặc những người nào đó đã đến Phần Lan rồi, ví dụ như là đi theo vợ, theo chồng tới Phần Lan để lập nghiệp. Nhưng mà các bạn sẽ phải học tiếng Phần trước ở đây và các bạn có thể đạt tới cái trình độ là khoảng B1 thì các bạn có thể thi vào những cái trường nghề này. Tuy nhiên là cái suất học nó ít hơn, cái cạnh tranh của nó cũng nhiều hơn và đa phần là sẽ phù hợp với các bạn trẻ. Cái chương trình thu phí thì đây là cái chương trình chính thức của Bộ Giáo dục Đào tạo Phần Lan, nó gọi là chương trình xuất khẩu giáo dục ủy thác. Có nghĩa là những công ty thì sẽ đứng ra đặt hàng một thành phố ở Phần Lan và một trường nghề ở Phần Lan, chọn cái chương trình và nó hoàn toàn không có cạnh tranh, các bạn sẽ đi học bằng tiếng Anh. Bởi vì cái yếu tố đó cho nên chương trình này nó khả thi cho nhiều người hơn. Nhưng mà nói thu phí thì chi phí học hành ăn ở ở Phần Lan thì nó chỉ bằng khoảng 50% so với Mỹ, Úc, Canada thôi. Ví dụ như một du học sinh cần khoảng 1 tỷ đến 1 tỷ 2 để mà học hành ăn ở đi lại ở bên Mỹ, thì đối với Phần Lan chỉ cần khoảng 500 triệu cho đến 600 triệu một năm. Vì sao ở Phần Lan có cả chương trình nghề ngắn hạn lẫn dài hạn? Ứng viên quan tâm cần lưu ý điều gì? Chương trình trọn vẹn á, thì nó sẽ là khoảng 150 đến 180 tín chỉ, thì nó kéo dài là khoảng 1 năm rưỡi cho đến 2 năm rưỡi. Cũng có những cái chương trình nó ngắn hạn thì gọi là chương trình đi tu nghiệp. Thì hai chương trình này nó rất là khác nhau. Ví dụ như mình muốn đi tu nghiệp ngành bếp đi, thì mình phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm bếp rồi thì mình mới nhận được cái giấy phép cư trú để đi qua bên đó tu nghiệp. Còn chương trình nghề là cái cơ hội để mọi người có thể làm lại từ đầu. Đối với đa phần hoàn cảnh của người Việt Nam thì nên chọn một cái chương trình nghề trọn vẹn. Và cái đó là một cái giải pháp an toàn nhất cho du học sinh và gia đình của mình để hưởng đầy đủ những cái chính sách ưu tiên của xã hội Phần Lan, chính phủ Phần Lan dành cho du học sinh. Bạn sẽ được hưởng cái chính sách rõ ràng về hỗ trợ cái chi phí cho nhà sinh viên, thì cái chi phí trả tiền nhà nó sẽ ít hơn. Rồi cái quy trình mà các bạn mở tài khoản ngân hàng hay là các bạn đăng ký lên cái hệ thống dân số của Phần Lan thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Khi mình tốt nghiệp thì mình sẽ được vào cái chính sách là có cái thời gian đi tìm việc thêm một khoảng thời gian khoảng 2 năm nữa. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý khán giả có thêm những cái lựa chọn khi mà đi du học Phần Lan.
Và đến đây thì chương trình Nhịp cầu du học tuần này cũng xin phép được khép lại. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình vào lúc 7 giờ 40 phút sáng Chủ nhật trên kênh HTV9. Còn bây giờ thì Man xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.